Bạn có hiểu rõ những sản phẩm chăm sóc da của chính mình? Có quá nhiều sự hiểu lầm về các sản phẩm chăm sóc da. Những thông tin sai lệch, sự che giấu và ngộ nhận. Bạn xứng đáng được chăm sóc tốt hơn. Bạn xứng đáng với những sản phẩm an toàn, những sản phẩm hiệu quả thực sự. Được thành lập tại Mỹ bởi bà Paula Pigeon vào năm 1995, với khát khao mang yếu tố an toàn tuyệt đối và dựa vào khoa học chuyên sâu, Paula Charles giữ vững vị trí bán chạy hàng đầu tại hơn 20 quốc gia và đã được các chuyên gia da liễu tin dùng. Với mục đích giải đáp mọi ngộ nhận và hiểu lầm, trong vòng 25 năm qua, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực sức khỏe da và làm đẹp của chúng tôi đã nghiên cứu ra các thành phần tốt nhất cho da, không chạy theo xu hướng, luôn tập trung vào lợi ích của người sử dụng. Paula Charles luôn cam kết: 1. Không chất tạo màu. 2. Không hương liệu. Mọi sản phẩm đều được kiểm chứng từ các chuyên gia trong phòng thí nghiệm độc lập của Mỹ, đảm bảo điều kiện an toàn. 3. Không thí nghiệm trên động vật. 4. Minh bạch thành phần. Paula Charles là một trong rất ít thương hiệu công khai toàn bộ thành phần sản phẩm. 5. Hướng tới khách hàng thông thái. Bạn là người hiểu rõ nhất làn da của mình và chúng tôi sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn thông minh nhất. Chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2014, với chất lượng vượt trội của một thương hiệu hàng đầu thế giới, Paula Charles đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình tại thị trường Việt Nam và trở thành một trong những thương hiệu được ưa chuộng nhất. Chúng tôi tự hào được đồng hành với hơn 100.000 khách hàng trong chuyến hành trình tìm kiếm làn da đẹp nhất của mình. Phủ sóng từ Bắc vào Nam, Paula Charles đảm bảo đáp ứng nhu cầu được chăm sóc da tốt nhất của khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Khách hàng có thể tìm đến với sản phẩm của Paula Charles tại 3 showroom tại Hà Nội, 2 showroom tại thành phố Hồ Chí Minh và hơn 40 đại lý tại khắp mọi miền thành phố. Khi đến thăm các showroom và đại lý của Paula Charles, khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên giàu kiến thức về sức khỏe da tư vấn tận tình, được tiếp cận về các dòng sản phẩm chính hãng phù hợp trong từng bước chăm sóc da, với các công thức nghiên cứu dành riêng cho từng loại da như da dầu, da hỗn hợp, da khô, da nhạy cảm, da lão hóa. Để khách hàng có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm làn da đẹp nhất của mình. Thấu hiểu các vấn đề da của người Việt, vào năm 2014, chúng tôi đã đàm phán thành công và đưa nhãn hiệu Paula Charles tại Mỹ về thị trường Việt Nam. Tại thời điểm đó, thương hiệu Paula Charles cũng như là cái khái niệm chăm sóc da chuẩn khoa học chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ. Trải qua hành trình 6 năm phát triển và trưởng thành, chúng tôi rất tự hào nhận thấy là thương hiệu Paula Charles đã được người yêu làm đẹp tại Việt Nam tin dùng. Với sứ mệnh là mang đến một cuộc cách mạng về làm đẹp cho làn da, chúng tôi luôn khao khát mang đến những cái kiến thức chuẩn mực nhất, dựa vào những cái căn cứ khoa học để cho phụ nữ Việt Nam có thể đủ tự tin để thiết kế những cái chu trình chăm sóc da chuẩn cho riêng mình. Vẻ đẹp bắt nguồn từ sự thật đó chính là cái phương châm hoạt động của Paula Charles toàn cầu nói chung và Paula Charles tại Việt Nam nói riêng. Và chúng tôi tin rằng với cái phương châm hoạt động này, nhãn hiệu Paula Charles tại Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai. Từ lúc dậy thì da em gặp khá là nhiều vấn đề. Da em là da dầu, mọc khá là nhiều mụn. Nhưng mà khoảng 3 tháng trước ấy, em có tìm hiểu và sử dụng bộ sản phẩm sữa rửa mặt và toner của Paula Charles thì em cảm giác là khác biệt rõ rệt luôn. Da cảm giác sạch và thông thoáng hơn, sáng hơn và cũng đỡ mụn hơn nữa đấy. 2 năm nay á, mình là fan trung thành của gel tẩy tế bào chết BHA 2% Paula Charles á, dùng vào da cực kỳ thích luôn, hết cảm giác bứt bí lỗ chân lông nên da rất là sạch, giảm mụn đầu đen và mụn cám ở phần mũi, phần chữ T nè. Da mềm mượt hẳn, thích cực. Da của mình này là da nhạy cảm nè, thiên khô nè, dễ bị kích ứng nữa. Cho nên mình rất là kỹ trong việc lựa chọn các sản phẩm skincare. Mình thấy Paula Charles nó có ghi những cái thông tin rõ ràng lên sản phẩm nè. Cho nên mình rất là yên tâm và quyết định dùng thử. Thử xong thì giờ mình mê mệt luôn rồi. Hiện giờ mình đang dùng trộn bộ sản phẩm Calm. Mình rất là ưng ý luôn. Năm ngoái, cô được con gái tặng cho bộ chống lão hóa của Paula Charles. Thấy bảo là của Mỹ tốt lắm, nên là cô dùng thử thành fan hâm mộ luôn. Mà cô giới thiệu cho nhiều người dùng lắm. Từ ngày cô dùng bộ chống lão hóa này, da của cô nó sáng hẳn lên mà căng mướt.
Đi đến đâu ai nhìn thấy cũng khen là đẹp, cô thích lắm. Trong vòng 6 năm qua tại Việt Nam, Paula Choice rất tự hào vì đã giúp rất nhiều khách hàng đến gần hơn với làn da khoe đẹp của mình. Paula Choice trân trọng lòng tin của khách hàng và lấy đó làm sức mạnh để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành chăm sóc da và làm đẹp tại Việt Nam.